tắt luôn, phải tắt luôn. Bắt đầu. Đi về xem, đi về xem. Xin chào tất cả các bạn. Nhưng mà sau đó nếu như chúng ta không có phát hiện ra thì nó sẽ sưng tắt
nhiều là nó sẽ lai le, có khi là nó sẽ xương xương cứng hơn một cái phần của phần mình luôn, và lúc đó thì tình trạng nó sẽ bắt đầu tăng mạnh dần, chuyển qua một cái triệu chứng khác đó là cơ thể của mẹ sốt nhẹ. Khi mà nó xuất hiện cái tình trạng viêm nhiễm bên trong thì nó sẽ gây sốt, cơ thể mệt mỏi và thậm chí rất là đau đầu. Đó là mình triệu chứng đa số mình gặp trong thai nghe và mình chữa thì đau đầu, mệt mỏi là sốt là cái triệu chứng mà nặng nề các bạn nhất. Và thứ ba đó là cái vùng vú của mình đó, bắt đầu nó sưng lên và nó không có tiết sữa. Mình cho con bú thì con nó quấy, nó không có ra được sữa, bé rất là đói nên rất là quấy, và mình hút sữa thì nó cũng không có ra được sữa ăn. Đó là những triệu chứng ban đầu thì mình phải nghĩ ngay đến cái việc tắt cơ sữa và bắt đầu mình thao tác những cái bước can thiệp liền. Thì khi mình giải quyết sớm thì nó không tắt sớm, nó sẽ không trầm trọng đến tình trạng tai nạn. Về nguyên nhân thì chúng ta cũng phân tích những nguyên nhân cơ bản nhất là gây ra việc tắc cơ sữa này. Thứ nhất là việc cho con bú không đúng cách. Không đúng cách ở đây như các bạn có thể quan sát trên hình này. Nếu mà chúng ta cho bú đúng cách thì mình sẽ bế bé ở một tư thế thoải mái nhất, và cái miệng của bé nó phải ngậm được hết nguyên cái bầu, cái quần thâm của bú mà nó ngậm hết đấy. Tại vì khi mà bé ngậm hết như vậy thì bé hút sữa, các bạn nhìn thấy hình bên dưới này, thì bé hút sữa sẽ hút được từ cái gốc của mô tế bào đi ra thông qua cái đường sữa, nó hút từ gốc. Còn nếu mà bé ngậm được sai khớp á, bé chỉ ngậm được cái đầu ti của mình thôi, thì cái lực hút đó, nó sẽ dồn vào cái đầu, thì đó là sữa nó sẽ dồn từ ở trong cái mô sữa nó đẩy ra, và đường sữa không hết thì nó sẽ bị tắc lại ở đấy. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên ha. Hoặc là nó cũng tương tự khi mà các mẹ dùng nhiều quá, các mẹ thích sữa, các mẹ không thích sữa đó, mình hút với một cái lực mạnh quá thì sữa nó sẽ không ra, nó sẽ ra từ đầu và nó không có đi được cái mô, nó không hút được từ cái mô. Cho nên khi mình hút sữa mình phải hút từ cái tốc độ chậm nhất, nhẹ nhất, rồi từ từ mình tăng dần lên, chứ mình không nên vào mình hút ở một cái lực trung bình mạnh, mình phải đi từ cái nhẹ nhất. Cái thứ hai đó là như chúng ta đã biết đó, thì cái phần ngực của phụ nữ đó, thì nó được cấu tạo đến 90% là những cái mô mỡ nền. Và phụ nữ sơ sinh ấy, thì mình ông bà mình hay có một cái quan niệm là những cái đồ ăn thức uống dành cho phụ nữ sơ sinh đa số là những cái đồ nó nhiều chất béo, để nó có thể là mọi người uống nhiều sữa cho con thì muốn tăng cường chất béo. Thì trong đó có gì, các món hay ăn đó là chân giò này, rồi thịt heo mỡ nè, đó là rất nhiều những cái món mỡ. Thì vô hình chung nó làm tăng cái lượng mỡ quá nhiều, làm cho cái sữa nó bị vó tụt lại và nó sẽ tắc ở trong cái đường dẫn sữa ra. Ngoài ra một cái yếu tố thứ hai đó là cái thức ăn của mình nó nhiều cái tính acid, và nó làm cho sữa của mình nó bị vón cục. Chẳng hạn như là được rồi, các mẹ uống nước cam này, hoặc là các mẹ ăn cái quả ổi hoặc quả sơ ri, thì những cái đó nó nhiều có cái vị chua chua và cái yếu tố C trong nó rất là nhiều, cho nên là nó cũng làm quá cái cữ thì sữa nó cũng nhiều quá, nó không có được hút ra hết, không được tiêu thụ hết, thì nó sẽ ngủ lại và nó bắt đầu nó sưng tắc ở đây, cho cái sợi thông không có nhẹ nhàng ở trong cái ngực của mình ha. Nó cũng sẽ làm cho cộng với lại cái việc mình khi mà mình vệ sinh cái đầu ti á, xong sau khi cho bú hoặc là hút xong mình phải vệ sinh cái đầu ti cho sạch để mình tránh những cái cặn nó bám lại. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái hậu quả. Thì tất nhiên cái hậu quả đầu tiên khi mà mình tắc sữa đó là ảnh hưởng lớn nhất là con của mình. Tại vì sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của con. Cho nên khi mà trẻ không có sữa mẹ thì bắt buộc người lớn mình sợ bé đó, cho nên phải cho bé ăn sữa dặm bên ngoài. Thì ăn sữa dặm bên ngoài thì cái hệ tiêu hóa của bé nó muốn sinh ra là nó chưa được tập luyện với những cái đồ ăn thức uống khác ngoài cái sữa mẹ, cho nên là bé sẽ gặp một số cái tình trạng về tiêu hóa, có thể là bị khó hoặc là bị rối loạn tiêu hóa, và cái sữa
mình phải vào bệnh viện để cho bác sĩ xử lý bằng cách mổ ra và làm hết những cái viêm nhiễm nó ra, thì nó rất là đau đớn, đồng thời là mình sẽ không phải dùng kháng sinh thì khi nó sửa cũng tiếp tục không có. Và nếu mà ảnh hơn á, mình để lâu quá cái tình trạng này nó tắc ở sữa và cái mô sữa nó bị viêm nhiễm và nó loãng ra thì nó sẽ trộn lẫn với những cái lớp da ở dưới cơ thể của mình và bắt đầu nó sẽ lây lan từ vú cho đến các cái bộ phận khác. Và vừa rồi các bạn biết là có một ca mà hoại tử tứ chi của bạn Huy, thì bạn nó xuất phát là từ cái việc là bạn bị hoại tử mô ngực vì tắc tia sữa, dẫn đến là cái sức đề kháng kém và nó những cái tiền sử bệnh trước đó của bạn làm cho bạn bị hoại tử tứ chi luôn, phải cắt bỏ tay cắt bỏ chân. Đó là một cái mình gạch mặt, mình dây huyệt ha. Mình nên có một cái
cái giò nóng như thế này để mình tìm mũi sinh nghiệp ở phần sau lưng. Và đó thì mình thấy cái cây xương cá nhỏ như này nó rất là hiệu quả, nó mũi sinh nghiệp rất là nhanh và thao tác nhẹ nhàng và nó không có tác động nhiều, và cái cảm giác thư giãn nó đem lại cho các mẹ nó rất là cao. Và tiếp theo là mình để tìm sinh nghiệp cho nhanh thì cây ngải cứu là nhanh nhất. Ngải cứu mình hơ qua chỗ nào mà bình thường khỏe mạnh thì nó chỉ ấm ấm thôi, còn những cái chỗ nào mà nó bệnh nó sẽ hút nhiệt vô nóng và mình phát hiện liền, thì mình quá trình đi tìm và cái khu vực cảm chiếu nó rộng thì nó sẽ đem lại kết quả nhanh hơn là mình dò cây dò. Và cuối cùng là mình còn cao sao mắt và kéo được thành cắt cao và dán lên các cái việc thì mình sẽ phát đồ không bị nghẹt ha. Nó là bộ dụng cụ đơn giản, còn nếu như mà không có dụng cụ thì sao, bạn có thể thay cái cào đầu này nè bằng một cái dụng chải đầu mình hoặc là bằng ngón tay của mình phần ấm là dương phần thịt là âm thì các bạn cào này thôi nếu mình không có dụng cụ ha. Còn cơ sau chổi nếu không có thì sao, thì thứ nhất bạn thấy cái đầu dương cơ sau chổi nè có một cái bất kỳ một dụng cụ nào trong nhà mà nó giống như cái này, chẳng hạn như là cây bút nè, cái đầu của cái sách cắm ổ điện nè, hoặc là một cây đũa đi mắt ha, hoặc là một cái đầu của cái chìa khóa thì các bạn cũng có thể làm xấu vùng phản chiếu này, tại vì quan trọng là mình tác động đến cái vùng phản chiếu thôi là nó đã có kết quả rồi. Hoặc là bằng ngón tay ha, ngón tay thì không được làm rồi. Lăn cầu gai nên không có thì dầu nóng thì nhà nào cũng có, nếu mình không có dầu làm thì có thể sử dụng dầu nóng, tuy nhiên cái độ nóng của dầu nóng thì nó sẽ hơn dầu nhà nhiều, thì đôi khi nó sẽ làm hơi nóng cái phần da một tí thôi chứ mình vẫn dùng được. Còn cái chà gia vị nếu mình không có thì mình thay bằng bất kỳ một cái dụng cụ nào, bàn tay cái con đầu nhỏ này để mình bôi dầu trên da rồi mình chà nóng mình lưu thông cái phần đó ha. Còn sau đó thì mình rất dễ mua, và tất cả các tiệm thuốc mà mình nên mua cái loại thảo dược như thế này gần như loại thảo dược gì đó, tại vì cái độ nóng độ bền của cái nước nóng của trong cái sau đó này nó rất là phù hợp, nó lâu và nó duy trì trên da rất là tốt, đủ để thời gian đủ lâu để cho cơ thể của mình nó nhận được cái tín hiệu á, cung cấp lại nó để cho nó điều chỉnh. Thì bây giờ các bước thực hiện thì sẽ làm như thế nào ha? Đầu tiên á là cái mấu chốt quan trọng là mình phải tìm được cái vùng sinh nghiệp bị đau. Thì ở đây trong diện chẩn mình như các bạn biết đó, là có 8 cách chữa bệnh không dùng nghiệp thì như thế nào. Thứ nhất á là mình tác động trực tiếp. Tác động trực tiếp á là chúng ta xác định được bàn tay mình sờ vào cái ngực, mình kiểm tra xem cái chỗ nào nó bị vó, nó bị đau thì chỗ đó là cái vùng trực tiếp nó đang bị viêm. Thì mình có thể mình massage nhẹ nhàng bàn tay mình chấm chút dầu mình hoa lên. Nếu có dụng cụ thì mình sẽ dùng co lên như thế này, mình lăn cho nó giãn, mình lăn trực tiếp lên cái vùng ngực của mình ha, lăn cho trực tiếp của nó với cái lực lăn nó rất là nhẹ nhàng, mình không có nên gây đau cho cái người bệnh, tại vì cái người bệnh bản thân nó cương lên nó đã đau rồi. Thì mình sẽ dùng co lên này mình lăn nha, mình lăn một độ từ 3 đến 5 phút để cho nó cương giãn cái chỗ ra. Cái hạch ngực vốn mình ở trước này thì cái vùng lông cận của nó là vùng nào, là vùng nách, cái vùng nách của mình là vùng dưỡng ngực đúng không, thì mình sẽ lăn và mình vuốt và mình trường nóng xung quanh cái phần nách, tại vì hệ bạch huyết của mình nó làm nhiều nhất là ở nách này và nó sẽ chạy một ít vào trong cái môi sữa, thì như vậy cái vùng mà bạch huyết mạnh nhất là gần nhất tới cái phần ngực đó là phần nách, thì mình sẽ xoa phần nách nữa. So ở đây là mình so trực tiếp ở phần ngực ở giữa này là vùng lông cận, nó cũng giúp cho những cái lưu thông những cái tác nghẽn nó vào bên ngoài, đồng thời nó thúc đẩy cái bạch huyết đi sâu vào cái mô vú của mình để cho nó lưu thông nhanh hơn ha. Và thứ ba là mình sẽ dùng cái nguyên tắc đó là đối xứng. Đối xứng tức là cái ngực ở trước mình là luôn luôn nó sẽ phản chiếu ra ngoài sau lưng, đối xứng với sau lưng để là cái vùng đó. Thế thì cái cách xác định như thế nào? Như hồi nãy mình nói đó, là mình sẽ dùng cái nước ngải cứu này mình bốt lên ha, xong rồi mình hơ xung quanh cái phần lưng, cái lưng ví dụ như là trước đây thì lưng nó sẽ ra sao đây, mình bốt ngải cứu mình hơ dọc một khoảng như thế này, thì nếu mà cái chỗ nào mà bệnh nhân bảo nóng á
nó sẽ xác định đâu. Sau đó đầu mình sẽ dùng chai dây huyệt này hoặc với lại cái dầu mình sẽ chấm và mình xoa lên cái vùng này, thì cái sức nóng của dầu nó cũng sẽ giúp cho lưu thông máu đến cái chỗ đó, cái chỗ tắc nó mình lưu thông. Sau đó sau khi mình làm xong một cái vùng là mình đã giải tỏa được một ít rồi, thì nó chắc chắn sẽ còn lại một khoảng máu vốn. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái đầu lớn cái sao chổi này nè, mình di dọc chơi xuống, mình tìm cái chỗ nào, mình tìm chính xác được cái chỗ nào đau rồi đó, bắt đầu mình lấy hơi xương cán mình chấm dầu mũi rất là nhẹ nhàng. Cái kỹ thuật mũi này mình mũi rất là nhẹ nhàng qua lại trung gian thôi chứ không phải là mình tìm được cái chỗ nào đau mình sẽ hơ lại chỗ đó, đây là mình đó.
mình khi mà nó thông nghẹn ngẹt thì mình phải dùng cái phác đồ là thông nghẹn ngẹt cho mình lưu thông. Thì trong diện chẩn á, có cái phác đồ thông nghẹn ngẹt gồm các cái huyệt số 14 này, 275 này, 19 và 61. Tuy nhiên á, là nếu mình cung cấp tín hiệu, mình cung cấp cái bộ thông bộ cái chức năng không thôi á, cơ thể mình nó sẽ không có hiểu và nó sẽ thực hiện rất là lâu. Do đó là mình nên kèm với cái bộ vị của ngực là số 60, 63, 12, 73, 39, 59, 179 và 283. Thì mình sẽ dây ấn cái bộ vị trước ha, 3 lần. Sau đó mình dây ấn bộ thông nhẹ ngang, cắt cao, dán lên tất cả những cái huyệt theo cái phác đồ đó. Và kết thúc cái quy trình mình làm. Thì đó là cái quá trình, cái kỹ thuật mà mình làm. Thì bây giờ cái kỹ thuật hồi nãy là mình đã có mời các làm mẫu và một sinh qua rồi, bây giờ mình sẽ tóm tắt lại như thế này. Để mà chữa thắt tia sữa thì thứ nhất là mình phải phát hiện kịp thời. Cái thứ hai là mình chú ý về loại thức uống, không ăn quá nhiều chất béo, không ăn quá nhiều chất có tính axit. Và thứ ba, khi mà phát hiện được cái tắc tia sữa thì mình phải chừa nấm. Thì chừa nấm ở đâu được đó chứ? Chăm vào cái ngực, chừa nấm ở ngực không? Và mình phải chừa nấm vùng phản chiếu ở mắt và vùng phản chiếu ở xương lưng. Đồng thời mình dùng dầu xoa nấm vùng xương lưng ha. Mình tìm sinh huyệt vùng mũi, mình bỏ xung quanh mắt như thế này. Đó. Xong rồi mình dây dán bộ thông nhẹ ngẹt. Thì như đó là nó sẽ giúp mình cải thiện được rất nhiều rồi. Được tối đa cái tác hại của cái việc tắc tia sữa. Con nó có sữa bú này, các mẹ trong quá trình làm được thư giãn và cái hiệu quả các mẹ chú ý thì nó sẽ không có tái phát bệnh. Trên đây là những cái chia sẻ của Hiền về cái kinh nghiệm chữa tắc tia sữa.